Vâng, cái câu hỏi của bạn thì cũng thể là bạn rất là quan tâm đến 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 người thân, đến bà. Và bây giờ mình vấn đề là mình với cái thông tin mà bệnh nhân có xu hướng là uống nhiều nước, tất cả những cái thông tin mà bạn nói cho tôi thì hoàn toàn mang tính là định tính mà không phải định lượng. Cảm giác như uống rất nhiều, cảm giác như đi tiểu rất ít. Nhưng nếu như mình không định lượng thì mình sẽ không biết thế nào là nhiều là ít cả. Với một người khỏe mạnh bình thường thì người ta cũng khuyên, người ta có công thức tính thì người ta khuyên là cái lượng nước uống vào thì nên theo cân nặng, là lấy số cân nặng nhân với 30. Ví dụ như là bạn cân nặng là 50 cân thì bạn sẽ nên uống khoảng 1,5 lít nước một ngày. Thì đấy là một con số rất là tương đối. Tuy nhiên thì với những trường hợp khác nhau thì mình sẽ phải có những điều tiết khác nhau. Tuy nhiên ở đây thì bệnh nhân có dấu hiệu là cảm giác muốn uống nước nhiều thì có hai khả năng. Cái khả năng thứ nhất là bệnh nhân bị một cái bệnh lý gì đó về chuyển hóa mà nó gây tăng cái cảm giác, tất nhiên chúng tôi gọi là tăng áp lực thẩm thấu ấy, tức là bệnh nhân cảm giác như là rất là muốn uống tăng nước lên để làm mới có cái cảm giác dễ chịu. Hoặc là có những cái bệnh lý khác về nội tiết, ví dụ như bệnh đái tháo nhạt hay là một số các cái bệnh lý chuyên sâu, nhưng nói chung là nó liên quan đến các bệnh lý về chuyển hóa. Nên nếu như mình thấy những cái trường hợp như uống nước nó nhiều hơn bình thường, lúc nào cũng chỉ khát khao đi tìm nước thôi, hay chúng tôi còn có những trường hợp bệnh nhân gọi là cuồng uống cuồng khát ấy, thì đấy thực sự là đã có dấu hiệu về những cái bệnh lý về nội tiết rồi, chắc chắn là mình phải khám chuyên khoa về rối loạn chuyển hóa. Thế thì cái thứ hai nữa là sau khi phẫu thuật, bạn nói là tiểu không nhiều thì không biết thế nào là không nhiều. Bởi vì thực sự là chúng ta đi vệ sinh, nhất là bây giờ với cái công trình vệ sinh bây giờ hiện đại, chúng ta thường là đi vệ sinh chúng ta giật luôn và chúng ta sẽ không biết được lượng nước tiểu hàng ngày như thế nào. Nhưng nếu chúng ta đã để ý thì chúng ta sẽ phải đi tiểu ra một cái dụng cụ đo đếm được, ví dụ một cái bô hay một cái gì đó. Như thế này ở bệnh viện thì người ta có những cái dụng cụ đo ml, chứ còn ở nhà thì mình sẽ không có, đúng không ạ? Thế cách thức bạn làm như thế nào? Bạn sẽ lấy một cái vật dụng gì đấy, tôi cứ dùng từ như cái bô đi. Bạn dùng một cái chai nước Lavie 500 ml, bạn đổ vào trong đấy, xong bạn lấy cái bút bạn vạch lại, bút không xóa, bạn vạch lại, bạn sẽ vẽ được cái vạch ml ở trong lòng cái bô đó, đúng không ạ? Thì sau đó thì bạn sẽ cho bà đi tiểu mỗi một lần, sẽ xem là cái lượng nước tiểu này nó sẽ ứng với vạch nào, mình sẽ cộng lại 24 giờ. Chúng ta lưu ý là để tính lượng nước tiểu của một bệnh nhân mình phải tính 24 giờ nhé, mình không tính sáng tính chiều, vì do cái hoạt động sinh hoạt với thói quen mà có thể cái lượng nước tiểu trong ngày nó sẽ không được thải tiết ra một cách đồng đều. Nhưng chúng ta phải tính ghi lại thì mình sẽ cộng được 24 giờ lượng nước tiểu là như thế nào, để chúng ta mới tính được đầu vào đầu ra như nào, mới có được cái thông số là nhiều hay ít. Ví dụ như bệnh nhân của chúng tôi thường gọi điện cho bác sĩ là nhà em âm ấm, nhà em hâm hấp, hay là nhà em hơi gây sốt, thì tất cả những cái triệu chứng đấy đều phải được trả lời bác sĩ bằng một câu là gì ạ? Bao nhiêu độ? Nhiệt kế chúng ta có sẵn mà. Hay bệnh nhân của chúng tôi khi chúng tôi làm, hiện nay chúng tôi ở khoa chúng tôi quan tâm rất nhiều về biến độ dinh dưỡng của bệnh nhân, thì chúng ta cũng chỉ nói em dạo này gầy gầy béo béo. Nhưng chúng tôi thường là chúng tôi phát cho bệnh nhân một cái tờ giấy rất là đơn giản thôi, chúng tôi trên đấy chúng ta in sẵn ngày tháng năm và hướng dẫn bệnh nhân về cân được hàng ngày thì tốt, mà không thì cân theo tuần. Và khi cân thì điều kiện là gì? Sáng ngủ dậy đi vệ sinh sạch sẽ, mặc quần áo mỏng, cân vào một giờ cố định với một cái điều kiện cố định, chứ sáng cân chiều cân nó đã khác nhau rồi các bạn. Sau đó mình sẽ ghi lại, tôi thường nói đùa với bệnh nhân là cứ ghi lại như ghi thời tiết ấy, ngày nào cũng ghi. Thì khi sau đó cứ 3 tuần quay lại gặp chúng tôi thì nộp lại cho chúng tôi tờ giấy đấy, thì chúng ta đến chính các bác sĩ cũng ngạc nhiên, cũng không kể người nhà đấy, bác nhìn thấy không, cả một cái biểu đồ mỗi ngày nó chỉ thay nhau 100g, 200g thôi, nhưng tại một thời điểm nhất định, một yếu tố đầu vào cố định là như nhau. Thì cuối cùng mới nhận thấy là đầu đợt điều trị với cuối đợt điều trị bệnh nhân có tăng lên khoảng được 500g hay 700g hay 1kg. Đó, thì lúc đấy thì nó là những con số định tính rất là rõ rệt để cho bác sĩ đưa ra những cái lời khuyên cho mình. Thì tôi nói như vậy để nói rằng là ngay cái việc cân bệnh nhân là cái việc chúng ta có thể làm được, mà cũng không phải ai cũng làm được. Vì cái thói quen quan tâm đến sức khỏe của mình thực sự là nó chưa được đầy đủ. Chúng ta mới chỉ tập trung quan tâm đến sức khỏe là lắng nghe cơ thể một phần và phụ thuộc vào cái việc đi hỏi bác sĩ, mà chúng ta chưa có cái thói quen là lắng nghe và lượng hóa lại tất cả những cái thông số cái chỉ tiêu sinh học của chính cơ thể mình, mà trong cái việc mà mình có thể đo đếm được. Như vậy thì câu trả lời đối với bạn tốt nhất là bạn phải xem lại cái lượng bạn uống thực sự là bao nhiêu, và lượng nước uống này phải cộng cả lượng chất lỏng đưa vào cơ thể, ví dụ nước cam, ví dụ như một bát nước canh, một bát cơm, mà ví dụ bây giờ mùa hè luộc rau muống xong bà uống một bát nước rau luộc đấy, nó khoảng 200 ml ấy, một cái bát đấy là 200 ml, mình cũng phải cộng tổng lượng đấy lại. Rồi thì mình sẽ đo lại cái lượng nước tiểu trong vòng 24 giờ của bà xem là được tiểu là bao nhiêu. Có khi bạn bảo ít thì thế thôi, nhưng mà có khi cộng lại với khi được 2000 ml ấy, không ít đâu ạ. Thì mình phải ghi lại thì bác sĩ mới tư vấn được cho bạn một cách chính xác. Một cái điều nữa là nên ăn uống như thế nào, thì vì tôi cũng chưa biết là trong trường hợp mà bà cụ có rơi vào một cái bệnh chuẩn lý rối loạn chuyển hóa nào không, nên rất là khó mà có cái câu trả lời chính xác cho bạn. Nhưng mà nhìn chung đối với bệnh nhân mà đã cắt thận rồi thì chúng ta, như tôi đã nói ở đầu chương trình, khi mà đã phẫu thuật rồi mình chỉ còn một thận nữa thôi, thì mình phải trân trọng để giữ lấy nó, tránh tình trạng bị suy thận. Nên chế độ ăn mình sẽ phải giảm muối,
để giảm những cái thức ăn mà nhiều quá nhiều phốt pho, những các cái chất mà có thể gây làm cho cái thận của mình nó phải đào thải nặng nề hơn, đặc biệt là muối. Và cũng xin lưu ý với các bạn là muối, ở đây mình đừng hiểu muối chỉ là những hạt muối trắng đâu, muối nó nằm ở trong thực phẩm đấy. Trên hình ảnh chúng ta nhìn thấy bánh mì đúng không ạ, các bạn có để ý là ăn một cái bánh mì không kẹp cái gì cả, mình cứ ngồi mình ăn cái bánh mì túc tắc thôi, các bạn có cảm giác cái vị đậm đậm không ạ? Có đấy ạ. Như vậy thì trong bánh mì có lượng muối nhất định, hoặc là trong các cái chất vị tạo ngọt, các cái gia vị hạt nêm vân vân đấy, thì trong đó nó cũng có những cái muối, mà muối thì không nhất thiết phải có vị mặn. Muối natri clorua thì có vị mặn, nhưng các cái muối khác như glutamat natri chẳng hạn thì nó lại còn có tạo cảm giác ngọt cơ. Thì ở đây là chúng ta sẽ phải hạn chế các cái loại mà cung cấp thêm natri vào trong cơ thể. Thì tôi nghĩ rằng là bạn phải có những cái câu hỏi, nó có những cái con số nó chính xác hơn nữa thì chúng tôi sẽ tư vấn được chuyên sâu cho bạn hơn. Và một cái điều rất là khuyên là mình có thể là tham vấn bác sĩ dinh dưỡng của trung tâm dinh dưỡng bệnh viện ca, hoặc là các cái trung tâm dinh dưỡng của các bệnh viện bây giờ đều có trung tâm dinh dưỡng. Và hệ thống anh chị em là dinh dưỡng chúng tôi thì rất là sẵn lòng được gặp các bệnh nhân đến tư vấn và thực hiện. Đấy là điều mà chúng tôi rất là mong mỏi. Xin hết ạ. Vâng.